Chào tất cả các chị và các bạn thân mến, mình là Mr. Chiết thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về cái bộ số lịch 2022 cho các chị và các bạn có thể tự design lịch. Và hôm nay mình chia sẻ về cái lịch tờ. Ở video trước mình đã chia sẻ về cái lịch đề bàn và những cái vector để các bạn có thể design lịch Tết. Mình có để link bên dưới phần mô tả của video ở trên tải về từ Google Drive. Các bạn có thể click vào và tải về. Thì hôm nay mình chia sẻ cái mẫu lịch tờ, lịch 1 tờ và lịch 5 tờ để treo tường. Thì ở đây mình có tạo sẵn, ở đây là thì cái lịch, đây là lịch 1 tờ. Thì cái size của nó thì các bạn có thể coi là cái size này là 40-70, độ dài của mình là để là 300 dpi. Các bạn có thể tạo file mới hoặc các bạn có thể tải file này về xong các bạn chỉnh sửa lại design theo ý mình. Cái này mình làm demo mẫu nó như thế này thôi để tiết kiệm thời gian, thì mình chỉ cho các bạn, mình để sẵn rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cách để mà cái những cái pha những cái layer nó như thế nào. Thì ở đây các bạn thấy là nó, đây là cái file test ha, file chữ này. Rồi ở đây mình có một cái bộ 12 tháng thì nó nằm ở đây đó, mình có để là từ gồm 3 tháng ở trong ha, các bạn có thể tách ra đây. Ở trong cái đường link tải về trong cái bộ số lịch đó, nó có cái file gốc, file số lịch 12 tháng lớn luôn ha. Các bạn có thể lấy, các bạn resize những cái size lớn hơn. Đó. Rồi các bạn có thể đổi màu. Thì ở đây có, mình có cái layer sẵn ha. Các bạn có thể thay đổi màu tùy thích cho cái này ha. Bạn có thể thay đổi màu. Đây mình có thể lấy màu sẵn nè. Đó, các bạn có thể chỉnh sửa thay đổi màu theo ý thích của mình. Rồi cái phần hình ảnh thì ở đây các bạn để hình ảnh vào. Ở đây thì lịch 1 tờ cho nên các bạn có thể để hình ảnh. Đó, các bạn lót hình ảnh vào đây. Các bạn về các bạn thay hình á, các bạn tải cái thay hình ảnh khác các bạn đặt vào thôi. Ví dụ như giờ mình lấy một cái hình khác mình đặt vào. Nè, như mình lấy một cái hình này. Này cái kiếm các bạn kiếm cái hình ngang, hình nó vừa cái này á. Này thì nó hơi thiếu nè. Đó, các bạn có thể để xuống xuống ha. Mình né đường la trên này, đừng cho nó phạm vô cái mặt là được. Cho nó mất ha. Mình để tượng trưng như vậy ha. Đó, chẳng hạn như vậy. Rồi các bạn tạo một cái thì list bitmap. Đó, các bạn ấy xuống thì nó sẽ mất ha. Mình có một cái layer để sẵn dưới đây đó. Đó, như vậy thì các bạn sẽ ấy được nó như cái đây. Rồi các bạn có thể thay đổi màu chữ ha, test thì các bạn nhấp vào đây thay đổi ha. Đích đắp vào, bạn thay color overlay nè, đó đổi màu. Đó, đại khái là như vậy. Đó, rồi các bạn muốn sử dụng những cái vector này design gì đó thêm thì các bạn sử dụng ha. Đây những cái bộ toàn bộ là file BD hết á, các bạn gấp ra những cái chi tiết vector này các bạn có thể sử dụng ha. Các bạn trang trí tha hồ mà trang trí theo ý thích của mình. Rồi ở bên dưới này thì nó là cái phần background, nó có cái nền của cái background, cái nền phía dưới này đây. Đây là cái background này, nó có nhiều nhiều mẫu cho các bạn chọn ha.
đây. Đó, thì các bạn có thể giảm opacity cho nó nhạt bớt. Đó, tùy theo các bạn, bạn canh sao cho nó tùy. Bạn nên để mờ thôi cho mình thấy dễ thấy số ha. Nó có nhiều hoa văn cho các bạn chọn nè. Rồi, đây là cái lịch một tờ ha. Rồi tiếp theo thì ở đây cái lịch mình nói là cái file này nếu mà các bạn máy các bạn yếu á, làm nó nặng quá thì các bạn có thể lớp các bạn hạ cái độ phân giải xuống ha, còn là 200 để cho nó nhẹ, 200 dpi để các bạn làm thì nó sẽ nhẹ ha. Rồi ở đây cái file này là cái file lịch 5 tờ, có 5 tờ ha, thì size này nó là size 40 40 60 40 60 độ giải 300 dpi, mình làm sẵn cái mẫu sẵn luôn. Thì các bạn thấy ở trên đây nó có đường line ha, line để mà chúng ta ấy kẹp ống chúng ta treo á đó. Đó. Các bạn nhớ chừa ha, cái đừng để cái gương mặt phạm tuốt trên đây được rồi, mình chừa tới lại canh từ line này xuống. Thì ở đây là cái file bìa, ảnh bìa đó, các bạn tắt là ảnh bìa. Thì ở trong á nó sẽ đây như 5 tờ, thì các bạn mỗi mỗi tờ của nó là 3 tháng, thì nó sẽ có 12 tháng, thì nó sẽ có 4 tờ với một tờ bìa là coi như là 5 tờ. Thì các bạn chọn bao nhiêu hình thì các bạn, nếu mà hình bên lớn như vậy các bạn chọn 5 tờ hay 5 tấm đó, các bạn tùy các bạn chọn chọn hình đó, các bạn cứ đặt vào. Thì ở đây mình cũng có cái thư mục hình ảnh nè, đây thư mục hình ảnh thì các bạn nó các bạn gấp vào đây đó, 5 hình ảnh vào đó, các bạn cứ làm lần lượt, cứ đây một tờ ha, tháng 1, tháng 2, tháng 3 xong thì các bạn save lại, xong rồi các bạn tắt cái màn sổ này xuống nè. Nó tắt cái tháng 1, 2, 3 đi. Các bạn mở cái tháng 4, 5, 6 lên. Đó, xong rồi các bạn đổi cái hình khác, thay đổi cái hình khác. Rồi chúng ta save lại, nó cứ làm vậy là ra năm từng tờ từng tờ. Rồi cái phần design dưới đây thì các bạn muốn chọn cái gì đó các bạn chỉnh sửa lại, các bạn làm theo ý của bạn ha. Các bạn có thể thêm khung bo viền tróc gì đó thì các bạn có thể tùy thích các bạn làm. Thì ở đây mình đã làm sẵn cái những cái đường line cho các bạn canh ha. Và cái size nó sẵn rồi, thì 40 60 40 cm 60 cm thì các bạn đem ra các bạn in in thôi. Xeo lại thành 5 pha 5 5 tấm hình, này mỗi hình là một tờ. Rồi các bạn in ra. Thì ở dưới đây nó cũng có cái background ha, cái lớp nền dưới đây đó, các bạn có thể chọn nền tùy thích. Đó, các bạn nhớ chưa, cái đường line ha, mình để là canh chưa hai line hai bên nè, nó dưới cái phần line dưới đây để mình trừ hao ha. Rồi như vậy thì hôm nay mình chia sẻ với các anh chị các bạn là theo cái bộ số lịch là cái lịch một tờ và lịch 5 tờ để chúng ta treo tường ha. Thì phần cái file mình có để bên dưới đường link bên dưới video, các anh chị và các bạn nhấp vào tải về. Rồi bây giờ thì mình xin tạm dừng video tại đây. Các anh chị và các bạn nếu thích video thì hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, để có thể tải về và có tự thiết kế lịch cho mình ấn tượng sử dụng trong dịp năm mới này. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất được cập nhật trên kênh của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video tiếp theo.